Sẵn bữa nay nè, chị có cái lời nào gửi gắm đến cái ba của bé nè, chị cứ gửi gắm lên để cho ba bé sẽ xem được đó chị. Đúng rồi, chị nói nè Tùng nè, nếu em coi được cái clip này á, em thì nghĩ lương tâm em ly 2 năm trời, con em bệnh tật, em bỏ như vậy đó, em nằm đêm, sao em ngủ được hay vậy? Hằng ngày em ăn uống vui vẻ, được con em phải chịu đau đớn trong bệnh tật, một tháng đi bệnh viện mấy lần. Bây giờ con em bệnh nặng, bây giờ con em nè ốm 5 tuổi, em nhìn đi đau lòng không? Trong cái đó em làm em nuôi con người ta, nó nuôi hai đứa con nhỏ đó đó em. Chị biết không? Chị có biết không? Chị có nghĩa là khi mà mày đi á, là em chị mới mất á, chị không biết. Nhưng vô tình thằng cái thằng con mà 8 tuổi đó, năm nay 9 tuổi, là lúc năm vừa rồi đó, là thằng nó kể lại với chị. Chị rước nó, lúc đầu là chở ba đứa thôi, sau đó là cái thằng anh lớn á, bệnh nằm bệnh viện Hóc Chăng, chị xuống dưới vợ chồng chị thăm. Thời gian năm vừa rồi là còn liên lạc được, do nó xài điện thoại của em của chị, còn kết bạn Zalo mới liên lạc được. Yeah. Từ khi mày theo cái đó cắt hết luôn, em chặn hết tới bây giờ luôn. Là chị biết ha. Đúng rồi, không qua lại được luôn. Dạ. Yeah. Mà cái con bé đó mà ở dưới ba bé này nè, là tầm chừng ba mấy tuổi. Trên Facebook của ba bé này nè, hiện bây giờ để hình con nhỏ đó. Chị là, nhưng là cái liên lạc ở trên Facebook á thì còn, nhưng mà điện thoại qua lại á là cắt đứt hết hả? Facebook không có kết bạn với chị, mà mình lên mình thấy á, thấy hình á, thấy hình, thấy tên Facebook nó mình biết. Chứ mình không có gì, chứ không có bạn với cái, mình. Cái anh đó là tên gì, giờ chị có thể nói gõ và tên gì, ở đâu không chị? Chị nói là ba bé nè. Tên Tùng, nhưng mà địa chỉ chị không biết. Nhà thì xứ ở đâu? Sóc Trăng á. Chị không, chị nói đã lên mạng rồi đó, chị nói sự thật. Dạ. Chị không bao giờ nói xạo, không đặt chuyện. Ba của bé này là ác với em chị lắm. Ác như thế nào chị? Em của chị đã hy sinh, đẻ con cho rồi bệnh tật chết như vậy rồi, không lo cho em của chị lấy cốt về, mà em chị chưa lấy cốt về đã đi cặp con đó ở vậy, em bị ác không? Chèn ơi, chị nói không có nói xạo đâu, còn lừa gia đình của chị tiền nữa kìa. Lừa sao chị? Nói là đưa cho 20 triệu để lo lấy cốt cho vợ, lấy xài luôn. Lấy xài luôn hả chị? Rồi bệnh viện thông báo đưa hình để gắn vô hũ cốt, không nói gì hết. Tới khi chị đi lấy cốt em của chị á, hũ cốt chống lỏng, đau lòng em. Trời. Người ta nói luôn đó. Người ta nói người nhà gì mà, người nhà gì mà vô tâm dữ vậy, chết rồi mới bỏ phế luôn. Nhưng thật ra nhà đình chị có biết gì đâu. Cái đó là ba của bé nè. Là cái trách nhiệm là đi đưa hình dán vô và đúng tên rồi. Họ được ha. Đúng rồi. Nhưng mà một khi chị đã táo quả đi vô tới chỗ thì không có gì. Mà bên kia người ta còn nói những cái câu khó nghe nữa hả chị? Là khi mà đã bị bệnh nhiễm Covid á, vô bệnh viện là cách ly. Người nào đưa vô là chỉ liên lạc người đó. Thì em của chị á là được chồng đưa vô, là ba bé này đưa vô bệnh viện. Dạ. Yeah. Xong rồi á, là người ta nói những gì đó với nó không hề nói là gia đình của chị. Yeah. Đính thình. Tới khi mà thấy lâu quá sao không nói là lấy cốt gì hết, thì mới biết rằng á, sai lệch thông tin. Yeah. Em của chị là tên Quang Thị Bạch, nó vô bệnh viện nó khai là Quang Thị Linh. Em rồi có đúng trùng khớp đâu mà người ta đưa cốt để nằm 7 tháng trời. Em chị chết 3 tháng, nó lừa tiền gia đình chị 20 triệu để đi chơi với con nhỏ đó. Ở đây á chị, cái tiền á là chị phải nói cho nó chính xác, tại vì tiền á nó rất là phức tạp. Đúng rồi. Là thật sự là em gửi của chị đã không có lo được cho em chị, mà còn gạt lấy tiền của chị là đúng 20 rồi. Triệu nữa. Không phải của chị mà của em của chị. Tiền dành dụm hay sao chị? Đúng rồi. Là em của chị á, nó cũng có giàu có gì, nhưng nó rất thương mẹ và nhỏ em, nó nhà em thứ 5. Chị hai của chị rồi tới chị thứ 3, mẹ nhỏ này thứ 4. Nhỏ em thứ năm đó là được 20 triệu cho nó. Mà không phải 20 triệu đâu, là như vậy đó nè. Em của chị vừa chết, ý vừa nằm bệnh viện là còn 13 ngày nữa Tết. 13 ngày nữa Tết thì nó than với em chị là anh buồn quá, vợ anh nằm bệnh viện,
con anh á thì không biết làm sao, cái em của chị mới nói gì em chuyển cho anh 10 triệu anh về ăn Tết với ba mẹ, là ba mẹ của chị đó bên ngoại thì đó, xong rồi nó chở mấy đứa này về là bỏ luôn thế giờ đó. Chàng ơi, chị không nói sai đâu. Rồi cái con em của chị mà chuyển tiền cho nó, giờ nó chặn cái lô của em của chị đó luôn đó, chị không nói xạo. Nó nếu mà coi được cái này nó sẽ suy nghĩ ra xem. Nếu như nó nói là chị nó sai, chị cầu nó về gặp chị. Chị nói thiệt. Hàng ơi, Bích Trâm rượu gì nha? Trâm nha. Dạ. Ừ, con cho chú hỏi thăm nè, mẹ con đâu gọi? Con đi lại mẹ. Con đi lại mẹ hả? Dạ. Rồi mẹ của con đâu? Con kể cho chú nghe coi mẹ của con đâu. Mẹ con mẹ Bạch chết rồi. Mẹ Bạch chết rồi hả? Dạ. Mẹ Bạch bị gì mà chết con? Mẹ Bạch chết. Ờ. Mẹ Bạch bệnh chết hả? Rồi con cho chú hỏi nè. Rồi cha con đâu? Cha ruột của con đâu? Bích Trâm. Ba ruột của con bỏ con rồi. Ba ruột của con bỏ con rồi hả? Rồi ba ruột của con tên gì? Tinh Thần. Tinh Thần hả con? Chàng ơi chàng, rồi ba ruột của con bỏ con đi đâu vậy? Ba ruột của con á, bỏ con đi kể đi đâu? Ba ruột của con có gửi tiền gì cho con không? Dạ. Rồi ba ruột của con có mua quần áo cho con mặc không? Dạ. Vậy ai là người nuôi cho con? Mẹ. Mẹ tên gì? Mẹ tên là Mẹ Huệ. Mẹ Huệ nuôi con ha. Dạ. Rồi con đang đi đâu? Đi lại mẹ hả? Giỏi quá con gái ơi. À, rồi bữa nay con có bệnh không? Dạ. Bữa nay con không có bệnh ha. Có đau trong người không? Không. Con uống nước đỡ hả con? Con bao nhiêu tuổi con biết không? Con bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Giỏi quá. Thôi bây giờ đi với mấy chú lại mẹ Huệ nha. Dạ, em xin gửi lời chào chị ạ. Chào em. Dạ, thưa chị, thì đêm hôm á, mấy anh em của em á, có nhận được cuộc gọi á, báo tin là cầu cứu từ chị á. Em không biết rằng cái câu chuyện như thế nào á, em hy vọng rằng chị có thể kể cho em cùng với quý khán giả trong ngày hôm nay á, được nắm rõ về cái câu chuyện ạ. Chị cầu cứu em vì bé bệnh quá, chị khổ, không có tiền để lo bệnh cho bé. Yeah. Một tháng là bé bệnh 5-6 lần phải đi bệnh viện. Mà như là bé là không cha không mẹ. Bây giờ ở với chị khổ bé từ khi bé về bé mắc bệnh. Bây giờ từ ngày mà bé bệnh giờ cha bỏ luôn, mẹ chết rồi cha bỏ luôn, không có nhìn tới bé một lần luôn, không về thăm bé một lần. Như vậy là cha bé là tự động bỏ đi, là không gửi tiền gì để mà cho chị chăm nuôi hả? Đúng rồi, không về thăm bé, không điện hỏi một câu luôn, đừng nói tới tiền. Điện thoại một cuộc, điện thoại cũng không có luôn. Là bé năm nay là bao nhiêu tuổi em quên rồi? Bé năm nay là 5 tuổi nha. Năm tới này là bé vô học lớp 1. Mà nhỏ như vậy. Có nghĩa là bé hiện tại là đang mắc phải một cái bệnh hiểm nghèo. Hiểm nghèo. Và chị là người cô hay sao? Chị là dì của bé, là chị của mẹ bé. Mẹ bé kế chị. Chị thứ ba, mẹ bé thứ tư. Chị có chồng 20 năm nhưng chị không có con. Yeah. Khi mẹ bé chết đó, chị thấy cháu của chị một coi mẹ vậy đó. Ba bỏ về chị nuôi. Chị nuôi tới bây giờ là 2 năm. Coi như là mồ côi mẹ rồi mồ côi cha luôn rồi. Đúng rồi. Là bé phải sống cuộc sống là nương nhờ vào người dì của mình. Đúng rồi. Dạ. 4 anh em. Nhưng mà khi bé mắc căn bệnh hiểm nghèo như vậy nè chị, rồi chị có đi làm gì, công việc gì được không? Không.
bé bệnh thì bé bệnh một tháng bé đi bệnh viện 4-6 lần, chị đâu có thể nào mà chị gọi bé lên cho mà chị đi làm được. Rồi chị cũng phải lo cho anh, các anh của bé đi học nữa, đưa rước đi học. Kim Anh hả? Bố chị nuôi 4 đứa. Là chị nuôi là tới 4 đứa cháu là đúng rồi. Là chung cha mẹ không chị? Chung cha mẹ. Thì cha của bé này nè, là khi mà vợ chết á, bỏ lại 6 đứa con nè. Khi mà cha bé chở 4 đứa về bên chị, giao cho chị thì đi luôn tới bây giờ. Còn 2 đứa kia thì chị không biết ở đâu. Có nghĩa là chị chỉ nuôi 2 đứa, ủa 4 đứa, còn 2 đứa kia thì là lớn rồi chị không biết ha. Đúng rồi. Trong mà 4 chị đứa, không có đi làm gì mà làm sao chị nuôi nổi 4 đứa chị, cháu mà. Thì bây giờ chị khổ chị mới cầu cứu tới em để em có cách giúp cho chị, để chị có tiền đi lo bệnh cho bé lâu dài. Cái bệnh của bé là bệnh hiểm nghèo suốt cuộc đời, bé phải uống thuốc suốt cuộc đời bé luôn. Rồi bé nó quá nhỏ mà cái bệnh đó là cái bệnh người lớn, cái bệnh đó là chỉ người lớn mới có cái sức đề kháng để chống chọi. Bây giờ bác sĩ nói bé thì hết hệ miễn dịch trong cơ thể, coi như là cái sức đề kháng của bé là do cái căn bệnh hiểm nghèo này mà bây giờ là không còn cái sức đề kháng luôn. Đúng rồi, vừa rồi mới bị viêm phổi, rồi viêm phế quản, rồi viêm đường ruột do virus làm ra. Trong hồ sơ bệnh lại ghi rõ ràng hết. Như vậy là chị đã cu mang 4 người cháu của mình đó chị, là bao nhiêu năm nay rồi chị? 2 năm. Thật ra thì sẵn đây lên chị nói cho bà con ông bạn biết á, là chị là gì thôi. Nhiều người không tin, không tin là gì sao cao thượng, không tin gì tốt. Thật chất là chị không có con, nên khi chị nuôi cháu chị coi như con của chị đã ra. Mà cái ngày mà chị nhận 4 đứa này á, chị giống như chị chúng ta đặc biệt, chị mơ ước 20 năm trời có con. Nhưng bây giờ giống như chị nghĩ ông trời ban cho mình, bởi chị trân trọng, chị thương cháu chị như chị đẻ ra vậy đó. 20 năm chị mơ ước đứa con mà em, những ai làm trong hoàn cảnh á, mà bị vô sinh không có con á, thì sẽ hiểu được tâm trạng của chị. Đó. Chị ao ước mà em nói chị biết, em biết là chị nằm đêm chị cầu khẩn như xin như nè, trời ơi Phật ơi, con chỉ cầu xin có 1 đứa con thôi, sao ông trời không cho con. Tới khi mà em chị mất, chị cũng không nghĩ rằng các cháu về với chị. Tới khi các cháu về với chị á, chị cứ nghĩ chị chúng đặc biệt vậy đó. Chị lo cho 4 người cháu mình mà chị còn mừng nữa. Đúng rồi. Tại vì mơ ước của chị là có con, mà giờ ông trời không cho thì coi như con của chị. Chị không mong là chị nuôi cháu này nó trả ơn cho chị. Chị không nghĩ, nhưng cái chị chỉ nghĩ rằng giờ mình thỏa mà lòng mong muốn mơ ước của mình, mình được con. Kêu chị bằng mẹ, tiếng mẹ. Em biết kêu chị bằng mẹ đó. Bây giờ kêu chị mẹ không đúng à? Rồi, nãy giờ em có nghe cháu kêu mẹ. Chị bằng mẹ không à? Tự động kêu anh đó em, chị không có dạy. Chị có thể cho em biết được cái nguyên nhân vì sao mẹ mà mẹ cháu mất không chị? Mẹ cháu bị Covid. Covid ha. Thì COVID. Bệnh Covid. Chết ở bệnh viện nhiệt đới á. Cái gì là đâu có kịp chăn chối hay là dặn dò gì không, chị không? Không có kịp. Cái lúc trước nó có dặn gì chị không chị? Không, là chị với mẹ bé không có gặp mặt. Tại vì mẹ bé đi làm ăn ở trên Đồng Nai, còn chị ở dưới, chị ở dưới quê. Là bình thường, thường ngày cũng điện thăm chị chứ? Ít điện lắm. Tại vì em biết đông con rồi, đâu có thời gian. 6 đứa quần quật, không có thời gian nói chuyện, tâm sự chị em vậy chứ. Như vậy rồi cái ngày mà mẹ cháu mất á, rồi làm sao chị biết được? Là ba mẹ biết. Em của chị điện cho ba mẹ, rồi ba mẹ nói với chị. Xong rồi là có chị chỉ nghĩ tới bé này. Tại vì chị không gặp mặt em chị, nhưng khi sanh bé này là chị gặp. Chị có lên bệnh viện hay không? Chị thấy là lúc đó là như duyên nợ sao á, lúc đó là chị nhìn con bé này giống như chị nghĩ là con chị vậy đó. Lúc mà sanh nằm trong bệnh viện á, xong rồi cái chồng chị mới nói là Bạch ơi, anh chị không có con, thôi giờ em có đứa con gái em cho anh chị làm mẹ đỡ, cha đỡ đầu đi.
sinh vậy đó. Bé bị căn bệnh hiểm nghèo quá là từ lúc bé như vậy đó chị. Rồi khi mà chị nhận về nuôi rồi trong xóm bà con người ta biết không chị? Biết em, biết trong xóm biết ha, chị nói ha. Rồi như vậy rồi bé chắc có bạn có đồ không chị? Không, thì bé giờ bé ở nhà bé chơi không à, không có bạn với ai. Người ta không cho lại hay sao chị? Đúng rồi, với lại bây giờ là chuyển sinh cho bé đi học đó. Thì sẵn hôm nay lên đây chị cũng muốn nói là chị rất cảm ơn trước là cô giáo ở trường mầm non giúp đỡ. Dạ. Để chị có duyên để biết tới em, để dạ, cầu cứu tới em, để giúp đỡ cho bé. Là cô trường mầm non của xã Tân Long này á, thương bé đó, là chị xin cho bé vô đi học. Cô nói là bé bị bệnh vậy, bé yếu quá. Cô trong trường cô không có chăm sóc được như ở nhà, cô không có nhận. Cô không có nhận bé vô. Yeah. Để nhà chị chăm sóc. Nên là có cái duyên may để chị gặp được em, để em giúp đỡ cho bé, để cho bé có cái điều kiện để em mà chữa bệnh, là bệnh cho bé lâu dài. Bệnh của bé là như suốt đời luôn, chỉ là thuốc. Yeah. Không có thuốc này. Khi mà bạn bè của bé là hoàn toàn là không có người nào hết, là coi như là bé là chỉ có những người anh mình thôi, rồi cùng với chị thôi. Rồi như vậy chị thấy cháu nó còn nhỏ đó, nhưng mà không có bạn bè rồi đó chị. Rồi bà con trong xóm không ai giống như là dám lại gần bé đó. Rồi lúc đó trong lòng chị như thế nào chị? Chị buồn lắm, chị suy sụp. Từ hồi khi mà chị nuôi bé là chị xuống sắt, chị đêm ngủ không được bao nhiêu, em nằm suy nghĩ. Chị nghĩ không biết là chị cầu trời chị có sức khỏe để chị theo bé tới khi mà bé, nếu bé có chuyện gì bé đi trước chị thì thôi, còn nếu như chị có gì không biết bé như thế nào. Trời, chị cũng có nói với bé luôn mà, chị nói con ráng ăn cho lớn cho khỏe để cho mẹ yên tâm. Để bé trả lời chị gì nè, bé trả lời chị là mẹ ơi, con ăn hoài mà con không lớn, mẹ không mua thuốc tăng trưởng của heo cho con ăn đi chứ không mau lớn để con nuôi mẹ. Trời ơi, mẹ nói vậy đó, mới nói là sáng này. Thương dữ vậy trời. Có nghĩa là bé cảm nhận được cái sự yêu thương cũng như là cái sự ấm áp của chị truyền đến cho bé ha. Đúng rồi, em hỏi bé rồi là nói mẹ mơ ước sao, bé trả lời cho em nghe. Bích Trâm ơi, con cho chú hỏi nè, mẹ của con á mơ ước như thế nào đâu, con kể cho chú nghe đi. Mơ ước có một đứa con chơi với bốn con luôn mệt. mẹ con mơ ước có một đứa con phải không? Dạ. Mà trời cho tới bốn đứa con rồi nuôi mệt hả? Rồi sao nuôi mệt xỉu, nuôi mệt xỉu lắm trời. Đó, nói ơn. Rồi con thương mẹ không? Con thấy mẹ cực khổ đó, rồi con thương mẹ không? Thương nhiều không? Con cho chú hỏi thăm nè, con nhớ mẹ kia của con không? Mẹ kia của con tên gì? Mẹ Bạch. Mẹ Bạch ha. Rồi mẹ Bạch đâu rồi, kể cho chú nghe coi. Mẹ Bạch chết rồi. Sao mẹ đi vậy? Mẹ bệnh. Mẹ bệnh ha. Rồi cha con đâu? Mẹ con là thằng chuồng không nuôi con. Con ở với bà khác. Con ở với ba khác luôn. Rồi ba kia không nuôi con hả? Dạ không. Con giận ba kia không? Con giận sao đâu, con nói cho chú nghe coi. Thằng Tùng là thằng chó chả nuôi con thế nào. Trời ơi trời. Đừng nói anh á. Con mốt đừng có nói vậy nữa nha. Là ba Tùng con á hả? Là ba kia tên Tùng đúng không? Dạ. Rồi con nhớ ba Tùng không? Dạ không. Không nhớ luôn hả? Dạ. Rồi chừng nữa con lớn lên là con làm gì, con kể cho chú nghe coi. Con lớn lên con nuôi mẹ. Con nuôi mẹ nào? Nuôi mẹ tên gì? Mẹ tên là mẹ Huệ. Mẹ Huệ chứ không phải mẹ Bạch nha. Dạ. Mẹ này là mẹ Bạch. Mẹ này là mẹ Bạch hả? Mẹ kia là mẹ Bạch. À, mẹ kia là mẹ Bạch. Chết rồi. Chết rồi ha, bỏ con rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ con có bạn không? Không. Con buồn không? Con không có bạn, con buồn không? Con muốn có bạn không? Con muốn được có bạn hả?
Cho chú hỏi thăm nè, con bệnh như vậy đó rồi con mệt không? Dạ có. Có ha. Con mệt sao đâu kể cho chú với quý vị giả được biết đi. Con mệt nhức đầu. Con mệt là con nhức đầu hả? Dạ. Ngày hôm nay mấy chú xuống nè, con có điều ước gì không? Con ước gì? Con có cái ước mơ không? Nếu như con có tiền con sẽ làm cái gì? Con nuôi mẹ. Hả? Con nuôi mẹ. Có tiền là con nuôi mẹ hả? Như vậy là con ước mơ là con có tiền để nuôi mẹ ha. Rồi sao con không ước mơ có tiền nặng con trị bệnh mà nuôi mẹ vậy? Chứ con không trị bệnh cho con. Con không trị bệnh được. Con không trị bệnh được hả? Chàng ơi, chàng thu gì khán giả. Con đưa cho mẹ để đi khám. Đưa cho mẹ để dành nặng chở con đi khám ha. Dạ. Rồi ba sau này của con thương con không? Dạ thương. Ba mua gì cho con đâu kể chú với quý vị khán giả được biết thôi. Ba mua cho con cái gì đâu kể. Ba làm mua sữa cho con. Ba đi làm mua sữa hả? Rồi có đồ chơi không? Dạ. Không có đồ chơi hả? Con không có đồ chơi luôn hả? Ở nhà con nhiều rồi. À, ở nhà con nhiều rồi ha. Cho nên là ba không có mua nữa ha. Dạ. Dạ chị ơi, cho em hỏi nhé, thì không biết là bé mà từ khi mà giờ với chị rồi á, thì bên cha bé nè có liên hệ gì chị không? Không em, không liên lạc, không hỏi gì hết luôn. Từ ngày bé bệnh cũng không thăm bé, không hỏi bé tiếng nào á. Cái cách mà cha của bé đó là gửi cho chị rồi có dặn dò cái gì không, chị có thể gửi lại cho em và mọi người được biết không? Cái lúc mà không có dặn dò, không có nói gì hết trơn, mà nó đi làm rồi giờ đi luôn vậy luôn. Tới giờ theo chị biết là ba bên nội của bé cũng bỏ không hỏi, mà ba của bé đi 2 năm nay cũng không hề hỏi bé một tiếng nào, trong khi bé bệnh tật. Mà chị thì bây giờ vậy mắc lo bé bệnh tật này kia. Dạ. Yeah. Rồi bên nội của bé đó chị, thường mà có điện hỏi thăm cháu không? Không. Không hỏi. Và bên nội có gần không chị? Chị nghe nói ở đâu Sóc Trăng mà chị không biết nhà, không biết chỗ, không có biết địa chỉ luôn. Là từ hồi đó bây giờ là em mẹ của bé đây là em ruột của chị đúng không? Em ruột. Em ruột. Trong khi đó mà em của chị thì mất rồi. Rồi em gửi thì giao cái cháu này rồi là đi điền việc tới bây giờ luôn hả chị? Đúng rồi, đi luôn tới giờ. Thường thường tôi nói con của mình đó là ta thương lắm mà chứ chị. Bên ba bé rồi không có điện hỏi thăm và về thăm vào Tết nhất cũng phải về một lần chứ chị. Em của chị là chết ngày 29 Tết cuối năm 2021. Thì Tết năm vừa rồi là đám giỗ đầu em chị còn không về mà. Giỗ đầu của em chị luôn. Đó. Ba của bé không về luôn. Đúng rồi. Tới giờ luôn. Trước khi đi rồi có dặn dò gì về chị con nào không? Không. Không nói gì hết. Dạ, chị ơi thì hồi sớm á chị nói á, ba bé từ ngày mà đi á là không có điện hỏi thăm gì lại á, cho cháu hết trơn hả chị? Đúng rồi, từ lúc đi vậy là bỏ luôn á, bỏ đi luôn. Chị có biết là lý do là sao mà bỏ cháu như vậy không? Khi ba bé đi thì ba bé không vui vẻ bình thường, không nói gì, rồi đi rồi bỏ luôn vậy, tới giờ mất liên lạc luôn, không có liên lạc qua lại. Là ba bé bỏ luôn vậy. Ý em hỏi trước khi đi có dặn là chị ở nhà chị nuôi con em này nọ không? Không em, không có dặn gì hết. Trời ơi, chứ không lẽ mà ba bé mà vô tâm dữ chàng. Ba bé đi là em chị vừa mất xong 29 Tết, là mùng 6 Tết ba bé đi luôn tới giờ. Năm 2022 á. Bây giờ bỏ cũng mấy năm rồi vậy, 5-6 năm chưa? 2 năm mấy hả? Em bị mất 2 năm là không có điện hỏi thăm con gái gì hết trơn luôn. Là chị muốn nói điều này là lên để trên cộng đồng mạng xem á, ba của bé
Dạ. Là một người cha như vậy có phải là người không? Thế nào chị kể? Em của chị mất là 6, bỏ là 6 đứa con. Em chị hy sinh, sanh ra 6 đứa con, không kể gì thân. Tới bệnh tật không lo để chết. Anh bị bệnh Covid, vô nhiệt đới nằm, bệnh viện nhiệt đới nằm là đưa em chị vô đó là bỏ luôn đó. Ôi, chị có nói là chính xác không nha chị? Chị không... vì cái video này đó đúng là rồi. Em chị sẽ xem được á. Đúng rồi, là đưa em chị vô bệnh viện nhiệt đới nằm là bị bệnh Covid, bệnh viện thông báo Covid. Thời gian đầu nằm khoảng chừng 1 tuần lễ tới thăm em chị này kia. Tới khi khoảng chừng 1 tuần lễ sau là gần ngày em chị mất á, là bỏ đi chơi theo con này. Tới khi em chị mất 3 tháng, thằng con 8 tuổi kể lại là thằng đó chở con nhỏ về tới nhà Sóc Trăng ăn ngủ ở đó. Em nghĩ đi, em chị mất chưa lấy cốt về nữa đó, thì bây giờ con nó là bỏ luôn. Trời ơi, chị không muốn nói đâu, chị bức xúc, chị tức. Bây giờ vợ chồng chị phải sống trong cảnh khổ, làm để nuôi con nó bệnh tật, mà nó sống giờ đi sung sướng với cái con đó vậy đó. Sẵn là chị lên đây á, nó mà xem được, nghĩ lương tâm của nó đi, chị không nói sai đâu. Nếu nó sai nó về dưới Hậu Giang tìm chị là, biết là... nhà chị mà. Ba của bé là biết nhà chị ha. Đúng rồi, sao không biết được. Sẵn bữa nay nè, chị có cái lời nào gửi gắm đến cái ba của bé nè, chị cứ gửi gắm lên để cho ba bé sẽ xem được đó chị. Đúng rồi, chị nói nè Tùng nè, nếu em coi được cái clip này á, em thì nghĩ lương tâm em đi. 2 năm trời con em bệnh tật, em bỏ như vậy đó, em nằm đêm sao em ngủ được hay vậy. Hằng ngày em ăn uống vui vẻ được, con em phải chịu đau đớn trong bệnh tật. 1 tháng đi bệnh viện mấy lần. Bây giờ con em bệnh nặng, bây giờ con em nè ốm 5 tuổi em nhìn đi đau lòng không. Trong khi đó em làm em nuôi con người ta, nó nuôi 2 đứa con nhỏ đó đó em. Chị biết không? Chị có biết không? Chị có nghĩa là khi mà mày đi á, là em chị mới mất á, chị không biết. Nhưng vô tình thằng cái thằng con mà 8 tuổi đó, năm nay 9 tuổi, là lúc năm vừa rồi đó, là thằng nó kể lại với chị. Chị rước nó, lúc đầu là chở 3 đứa thôi. Sau đó là cái thằng anh lớn á, bệnh nằm bệnh viện Hóc Chăng, chị xuống dưới vợ chồng chị thăm. Thời gian năm vừa rồi là còn liên lạc được, do nó xài điện thoại của em của chị, còn kết bạn Zalo mới liên lạc được. Yeah. Từ khi mà theo cái đó, cắt hết luôn em, chặn hết, tới bây giờ luôn. À, chị biết ha. Đúng rồi, không qua lại được luôn. Dạ. Yeah. Mà cái con bé đó mà ở dưới ba bé này nè, là tầm chừng 30 tuổi. Trên Facebook của ba bé này nè, hiện bây giờ để hình con nhỏ đó. À, chị là, nhưng là cái liên lạc ở trên Facebook á thì còn, nhưng mà điện thoại qua lại á là cắt đứt hết hả? Facebook không có kết bạn với chị, mà mình lên mình thấy á, thấy hình á, thấy hình, thấy tên trên Facebook của nó mình biết. Dạ. Chứ mình không có gì, chứ không kết bạn với mình. Cái anh đó là tên gì, giờ chị có thể nói gõ và tên gì, ở đâu không chị? Chị nói là ba bé nè. Tên Tùng, nhưng mà địa chỉ chị không biết. Ừ. Nhà thì xứ ở đâu? Sóc Trăng á. À. Chị không, chị nói đã lên mạng rồi đó, chị nói sự thật. Yeah. Chị không bao giờ nói xạo, không đặt chuyện. Ba của bé này là ác với em chị lắm. Ừ, ác như thế nào chị? Em của chị á, đã hy sinh, đẻ con cho rồi bệnh tật chết như vậy rồi, không lo cho em của chị lấy cốt về, mà em chị chưa lấy cốt về đã đi cặp con đó ở vậy, em bị ác không? Trời ơi, chị nói không có xạo đâu, còn lừa gia đình của chị tiền nữa kìa. Lừa sao chị? Nói là đưa cho 20 triệu để lo lấy cốt cho vợ, lấy xài luôn. Lấy xài luôn hả chị? Rồi bệnh viện á thông báo á, đưa hình để gắn vô hũ cốt, không nói gì hết. Tới khi chị đi lấy cốt em của chị á, hũ cốt chống lỏng, đau lòng em. Trời. Người ta nói luôn đó, người ta nói người nhà gì mà vô tâm dữ vậy, chết rồi mới bỏ phế luôn. Nhưng thật ra gia đình chị có biết gì đâu. Ờ, cái đó là ba của bé nè, là cái trách nhiệm là đi đưa hình dán vô và đúng tên rồi. Họ được ha. Đúng rồi. Nhưng mà một khi chị đã táo quả
đi vô tới chỗ thì không có gì, và bên kia người ta còn nói những cái câu khó nghe nữa hả chị? Là khi mà đã bị bệnh nhiễm Covid á, vô bệnh viện là cách ly, người nào đưa vô là chỉ liên lạc người đó. Thì em của chị á là được chồng đưa vô, là ba bé này đưa vô bệnh viện. Dạ. Xong rồi á là người ta nói những gì đó với nó không hề nói là gia đình của chị. Dạ. Dính thinh. Tới khi mà thấy lâu quá sao không nói là lấy cốt gì hết thì mới biết rằng á sai lệch thông tin. Dạ. Em của chị là tên Quang Thị Bạch, nó vô bệnh viện nó khai là Quang Thị Linh. Em rồi có đúng trùng khớp đâu mà người ta đưa cốt để nằm 7 tháng trời. Em chị chết 3 tháng. Nó lừa tiền gia đình chị 20 triệu để đi chơi với con nhỏ đó. Ở đây á chị, cái tiền á là chị phải nói cho nó chính xác, tại vì tiền á nó rất là phức tạp. Đúng rồi. Và thật sự là em gửi của chị đã không có lo được cho em chị mà còn gạt lấy tiền của chị là 20 triệu nữa. Không phải của chị mà của em của chị. Tiền dành dụm hay sao chị? Đúng rồi. Là em của chị á, nó cũng có giàu có gì, nhưng nó rất thương mẹ và nhỏ em, nó nhà em thứ năm. Chị hai của chị rồi tới chị thứ ba, mẹ nhỏ này thứ tư, nhỏ em thứ năm đó là đưa 20 triệu cho nó. Mà không phải 20 triệu đâu, là như vậy đó nè. Em của chị vừa chết, ý vừa nằm bệnh viện là còn 13 ngày nữa Tết. 13 ngày nữa Tết thì nó than với em chị á là anh buồn quá. Vợ anh nằm bệnh viện, con anh thì không biết làm sao. Cái em của chị mới nói gì, em chuyển cho anh 10 triệu, anh về ăn Tết với ba mẹ, là ba mẹ của chị đó, bên ngoại. Thì đó, xong rồi nó chở mấy đứa này về là bỏ luôn thế giờ đó. Chàng ơi, chị không nói sai đâu. Rồi cái con em của chị mà chuyển tiền cho nó, giờ nó chặn cái lô của em của chị đó luôn đó, chị không nói xạo. Nó nếu mà coi được cái này nó sẽ suy nghĩ ra xem. Nếu như nó nói là chị nói sai, chị cầu nó về gặp chị. Ừ. Chị nói thiệt quá, cho nên là bữa nay chị mới nói lên toàn bộ những cái sự việc mà ba bé đã làm có lỗi với cháu và mẹ của bé ha. Đúng rồi, và lỗi với chị luôn. Trời. Nói lỗi với chị là chị bé, em biết không, chị khổ sở. Cái bây giờ chồng chị mới đi làm đây còn đỡ khổ, nguyên năm vừa rồi con này bệnh tật, chị muốn đi ăn mày luôn đó em. Trời, chị nói thiệt chị khổ. Mà cho em hỏi cái gì nè, thí dụ á, chị là một cái người dì ruột của cháu đúng không? Dì ruột thì trong khi đó thì mẹ bé là mất rồi, thì ba bé thì bỏ. Thí dụ mà không có chị rồi mấy đứa trẻ này như thế nào chị? Chắc giờ vô chạy mồ côi ở hả? Em sợ vô chạy mồ côi thì cũng đỡ, mà em sợ chắc bé này chết đi lang thang luôn á chị. Không, chắc cũng phải có người hướng về thấy vậy, phải đưa vô chạy mồ côi hoặc có người xin nuôi, ví dụ đi. Nhưng bé này là không sống. Bé này là bị bệnh hiểm nghèo hả chị? Đúng rồi, bé này là chết. Ừ, chị như vậy đó, rồi cháu thì bệnh như vậy đó, rồi cái thu nhập á, chị làm cái công việc gì mà để lo thuốc thang cho cháu chị? Chị không có làm gì, là hai năm nay là vướng bé, là bốn anh em của bé này là chị không làm gì hết, chỉ là lo cơm nước giặt giũ. Yeah. Chăm sóc bé. Còn chồng chị thì làm bảo vệ, là chồng chị mới làm trong năm nay thôi, nhưng cũng sụt sụi, cũng có việc thì làm, việc thì nghỉ. Chồng chị là đi làm bảo vệ, lương hay em biết bảo vệ thì nó cũng không có ổn định đâu. Bởi chị khổ chị mới cầu cứu, cầu ông mạng á, là Mạnh Thường Quân á. Dạ. Nghĩ thương bé này, cứu cho bé có một cơ hội để bé sống tiếp được ngày nào tháng nào. Ừ. Chứ thật chắc là bệnh này á cũng không kéo cầm cự được cái suốt cuộc đời bé đâu. Tại vì là bé nó quá nhỏ, mà khi phát hiện cái bệnh của bé đã là thời kỳ thứ 3 rồi. Chị phát hiện bệnh của bé là tháng 4 năm vừa rồi. Trời ơi, là bé đã bị thời kỳ thứ 3. Chị cho em hỏi nè, rồi trong khi mà cháu như vậy đó thì tiền thuốc men đó là mình đi hàng tháng hay là hàng tuần hay là hàng ngày chị? Coi như là cái thuốc lấy của bé là hàng tháng là thuốc điều trị bệnh nhiễm nghèo. Yeah. Riêng. Còn cái bệnh bé phát lên gì là muốn giờ nào ngày nào đi giờ đó, không có tới tính tháng. Yeah. Một tháng đi 5-6 lần. Chiều nay đi nè, chiều nay phải đi. Nè Bích Trâm ơi, Trâm. Bích Trâm cho chú hỏi thăm nè con. Cha con á thì bỏ con rồi, mẹ con thì chết đó.
rồi con sống với dì nè, rồi dì có thương con không? Dạ thương. Thương nhiều không? Kể cho chú nghe coi thương sao đâu. Mẹ thương. Mẹ thương nhiều ha. Rồi bình thường á con ăn cơm là mẹ đút hay con tự ăn? Dạ không mẹ, mẹ đút. Mẹ đút không à? Con không có tự ăn hả? Mẹ đút cho con ăn. Mẹ đút cho con ăn nha, rồi con biết tự ăn không? Con có biết tự mình nên con ăn không? Không. Không nha. Rồi cho chú hỏi thăm coi, khi mà con đau quá đó rồi con làm gì? Con uống thuốc. Con uống thuốc hả? Nhưng mà con kêu mẹ cho uống hay là con tự uống? Con kêu mẹ uống. Kêu mẹ cho uống nha. Ừ. Có khi nào con nằm mơ thấy mẹ Bạch không? Mẹ Bạch có về thăm con không? Yeah. Chị cho em hỏi thăm nè chị. À, tại vì mẹ bé đó là ra đi trong cái giống như là đột ngột quá đó chị. Rồi không kịp chăn chối gì đó chị. Em không biết rằng mẹ của cháu á có khi nào mà về giống như là mượn cái giấc mơ đó để mà nói lên điều gì với chị không chị? Nói trong giấc mơ thì không có nói, mà chị thấy là thấy là hỏi chị. Cách đây khoảng chừng hơn 2 tháng á thì hôm đó buổi trưa khoảng 3 giờ chiều chị nằm đưa cho bé này ngủ nè. Thì là chị nằm trên võng á, thì lúc đó là trước đó chị khổ quá, bé này nó bệnh hoài chị khổ quá. Chị mới đưa cái thằng anh của bé là 13 tuổi hiện giờ đang học lớp 1 ở trường Tân Long đây nè. Thì chị mới đưa lên chạy mồ côi á. Cũng không ai chị gửi. Chị gửi thì chị gửi tầm khoảng chừng 1 tháng, nhưng mà ngay mùa hè cho nên là ở trên đó là cho đi về về chống chở luôn. Thì chị đưa lên đó mà chị còn chị thương cháu á, chị rước cháu về nhà ở xuống hà chứ không có ở trên đó. Rồi tới thứ bảy chủ nhật cái đó thì có phát quà này kia đó, thì người ta điện mới đưa lên nhận quà đi về. Cái hôm đó chị đưa cháu lên đó là ở 2 ngày thứ bảy chủ nhật, thì trưa chị nằm chị ngủ chị thấy cái tiếng á là mẹ bé này. Nhưng chị nhìn khuôn mặt đó thì chị không thấy khuôn mặt, chị thấy cái nón. Là cái nón là nó là em chị hay đội hồi xưa ở trên Đồng Nai đó. Thì chị nghe cái tiếng hỏi chị nè, con em đâu? Chị mới bắn giật người vậy. Thì chị tưởng con bé này mất tiêu, tưởng ai bắt cóc. Chị tưởng đó là chồng chị hỏi là chồng đâu á. Thì cái lúc mà nhìn thấy vậy là nghe cái lỗ tai nghe tiếng nói, nhưng mà không thấy cái mặt. Thì nhìn cũng thấy cái nón, thì chị mới bắn giật người vậy hết hồn. Thì chị mới nghĩ trong lòng, chị nói khi nào nó chết hờn mình á là để đưa con nó đi vậy không. Chị rước về tới giờ cho học ở đây luôn. Ơi. Là có lần một á, giống như là khi mà chị quyết định đó là gửi bé vào nhà trẻ đó, thì chị chỗ mà kêu là diễn mồ côi hả chị? Là lúc đó là giống như là chị cảm thấy trong lòng chị là rất rất khó chịu nha. Rồi cái chị gợi lên cái giấc mơ như vậy nha. Thì chị nuôi 4 cháu, mà giờ 2 cháu chị gửi bên chồng chị cho ăn học. Yeah. Chồng chị phụ giúp chứ giờ với chồng chị là vì chồng chị làm lương không thể nào nuôi nổi 4 đứa. Yeah. Mà gửi vô trong mồ côi tội quá, bên chồng chị không cho. Ba chồng chị thương mấy đứa này nữa mới nói là thôi thì đưa lên bớt 2 đứa để cho nhỏ em với chồng của chị á, là có đứa con nó học nó rèn luyện luôn rồi nó dạy luôn. Chứ nếu mà học ở đây á, thì ai dạy dỗ mà đưa rước cực khổ. Chồng chị đi làm rồi có mình chị, bé này bệnh tật hoài. Thì chị giữ lại anh của bé này là chị đưa thằng 9 với thằng 8 đó, hiện giờ đang học lớp 1 luôn. Em nghĩ rằng á, chị chỉ là một người dì thôi mà chị có thể mở rộng cái vòng tay á để mà đón nhận 4 người con cũng như là 4 đứa cháu của mình để mà nuôi cũng như là giống như là một gia đình luôn á. Thật sự trong khi đó là chị là có cái hoàn cảnh cũng như là cái cuộc sống á rất là khó khăn luôn. Em nghĩ rằng chị trải qua những cái ngày tháng này chắc đối với chị nó khó lắm hả chị? Đúng rồi em. Chị mấy chục năm rồi chứ chưa bao giờ mà chị nằm trong cái hoàn cảnh như bây giờ là đau đủ thứ hết. Yeah. Đau cháu mình, người đau chuyện ngoài đời.
bị chửi bới đủ thứ á. Ngoài đời người ta nói chị như thế, nhục nhã đủ thứ á. Chị không biết là chị nói lên đây có đúng hay không, chứ chị không muốn kể lể. Nhưng sẵn hôm nay chị nói trước là chị rất cảm ơn các em đã tới quay hoàn cảnh của bé để giúp đỡ cho bé. Là cũng nhờ qua một cô giáo, cô đó cũng là cô để chị xin cho bé đi học mẫu giáo năm nay, để năm tới bé vô lớp 1. Nhưng cô đó không nhận, tại vì bé có bệnh, bệnh đó là bệnh dễ lây. Tại vì trẻ nó chơi với nhau, nó cào, nó cấu đó. Vậy là... nên là cô đó không có nhận. Thì cô đó mới chỉ em tới quay cho chị. Lần trước chị rất cảm ơn, trước cảm ơn cô đó rất nhiều, chị mang ơn. Nếu không nhờ cô đó chị cũng không biết tới em. Để em giúp đỡ hoàn cảnh của bé. Thì sẵn hôm nay chị cảm ơn các mạnh thường quân lần trước đã giúp đỡ cho bé số tiền. Số tiền đó cũng giúp cho bé điều trị bệnh được tầm 5 lần đi bệnh viện. Trời ơi. Khoảng đó chị nghĩ vậy đó. Thì cũng được trong tháng thôi. Một tháng nếu mà bé bệnh á, tiền ăn, tiền sữa, tiền thuốc bổ, không tính tiền ăn, bé ăn không có nhiều hết trơn á. Nhưng cái nặng là nặng tiền sữa, thuốc bổ, tiền bệnh là bé phải 5 triệu. Dạ. Là riêng một mình bé. Một số tiền khá là lớn đối với một người chồng làm bảo vệ mà lương em nghĩ chắc tháng cũng 5 triệu rồi. Nếu mà lo cho bé không là một bé đó, là hết trơn cái tiền đó rồi. Thì còn rồi. Tiền đâu lo cho bé, ba bé còn lại. Rồi còn cuộc sống của hai vợ chồng chị nữa. Chị xin vòng vòng. Chị bên, đi xin luôn hả? Chị xin bên chồng chị. Em chồng mà chồng chị có 5 người, xin mai cho mượn người này, rồi tháng tới mượn người kia, giờ chị mượn giáp hết luôn đó. Chị mượn xe vọng hết rồi. Thì bây giờ hôm qua chị điện cho em đó là chị khổ thiệt, là có nghĩa là bé đang bệnh dị gầu. Cách đây khoảng chừng sổ bệnh còn ghi ngày là cách đây khoảng chừng 2 tuần là bé sốt 40 độ vào lúc 1 giờ đêm. 40 độ. Đúng rồi, chị không nói xạo. Cái đó có thể là đi sâu là không mê. Đúng rồi em, mà mạng con này lớn á, là 1 giờ đêm là nó cứ đạp, chị nghĩ nó mớ. Như mấy lần trước vậy đó, thì giống như cái bệnh đó nó bị rứt trong người đó, thì mới cho chị đông có nghĩ nó sốt. Cái chị mới la, thì chồng chị ngủ trong buồn á, mới nói là cái sáng chị mới kể, chị nói anh ơi trời ơi hôm chồng nó sốt mà em không hay. Tới khi mà 5 giờ rưỡi sáng chị kêu xe ôm trở lên bệnh viện là đo 38 độ. Mà ở nhà là chị đã chà chanh cho nó đi lên cho 38 độ mà nó ngồi nín thinh ra, mà bạn này lớn. Đêm đó mà ấy là nó chết rồi đó. Cách đây khoảng 2 tuần là ấy. Thưa quý vị khán giả, thật sự Quyên nha, không có một cái như là lời gì để mà diễn tả cái sự khó khăn cũng như là cái nỗi đau của một cô bé năm nay chỉ mới có 5 tuổi thôi mà phải gánh chịu là mất đi người mẹ thân yêu của mình, còn bị người cha bỏ rơi để mà chạy theo nhân tình, không bỏ mặt con mình không lo. Và hàng ngày cháu nó còn phải chống chọi với những cái cơn đau đến từ một cái căn bệnh hiểm nghèo. Dạ, rất là đau cho bé luôn thưa quý vị khán giả. Dạ, thì nói chung á, ngày hôm nay nè, mấy anh em cũng nhận được cuộc gọi từ chị á. Thì thật sự mà nói mấy anh em cũng tranh thủ trong ngày hôm nay để mà đến gặp chị á, để mà hỗ trợ giúp đỡ cho chị á, có được cái kinh phí á, đưa cho cháu nó đi để mà khám và điều trị, cũng như là cộng thêm thuốc đó chị, để dùng hàng ngày nha chị nha. Dạ dạ. Dạ thì bữa nay Thanh Trúc nè đi lại cái cô bé mà 4 tuổi đó cả nhà. Thì hôm qua đó có điện cho Thanh Trúc với Ngôn, thì lại đây là để giúp đỡ, nói chung là để cầu cứu á. Thì cái sự việc á, cháu đây sức khỏe thì cái nó càng ngày á thì nó càng xuống đúng không chị? Đúng rồi. Thì sẵn đây á thì em cũng có nhận một cái phần duyên của cô sinh ở bên Mỹ gửi cho cháu là một cái hộp thuốc, kêu là thuốc bổ á chị, một bữa cho cháu ăn một viên ha. Em gửi chị với cô sinh cái kẹo nữa nè chị.
Chứ đồ chơi nè, con chịu không? Dạ chịu. Rồi với cái cặp này nữa có gì con đi học nha. Với lại là cũng có một cái phần duyên của hai chị gửi cho một cô chứ, với một chị. Thì đầu tiên á là em Phi ở Sài Gòn gửi cho chị là 1 triệu. Dạ, cảm ơn trai gái. Gái. À, cảm ơn em Phi rất nhiều đã giúp đỡ cho bé 1 triệu. Còn thứ hai nữa đây là của cô Sinh gửi cho cháu nè, để phụ giúp phần nào. Dạ, cảm ơn cô Sinh rất nhiều đã giúp đỡ cho bé tiền hay ra bệnh cho bé. Cô gái ơi, con có lời nào mà cảm ơn bà không? Cảm ơn con bà. Nhìn kìa. Nhìn kìa. Cảm ơn bà. Bà cho con đồ chơi đó, con cảm ơn bà làm sao? Dạ, con cảm ơn bà. Giỏi quá. Dạ thì thăm chúc quá. Chú Ngôn thì cũng đã làm tròn cái bổn phận. Thì cô chú anh chị xem video á, nhớ bấm nút like và chia sẻ. Thì một lần nữa anh chúc Chú Ngôn cũng cảm ơn anh chị đang xem video ạ.